tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, xây nhà năm 2022 Nhâm Dần, nếu biết được điều này, càng ở lâu càng giàu, tiền bạc ùn ùn kéo về, tiêu ba đời không hết. Hoan hỷ chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đối với người phương Đông nói chung và với người Việt Nam nói riêng, xây nhà cũng chính là xây tổ ấm, về mặt vật chất cũng như tinh thần. Một căn nhà có phong thủy đẹp sẽ giúp cho gia chủ đón cát tránh hung, không chỉ giúp gia tăng tài lộc mà còn làm tăng vượng khí cho gia chủ. Khi xây tổ ấm mới, ngoài việc lựa chọn làm sao để có thể thiết kế được một căn nhà hiện đại sang trọng, đầy đủ tiện nghi, bạn cũng nên quan tâm tới vấn đề phong thủy để công việc được thuận lợi hơn, đồng thời cũng để tránh phạm phải các sai lầm kiêng kỵ gây tổn hại đến vận may và hồng phúc của cả gia đình. Vậy nên hãy cùng với Phong thủy Gia Cát tìm hiểu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay nhé! Quý vị thân mến, để xây được nhà thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến yếu tố kim lâu, hoang ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 21 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm phải kim lâu và hoang ốc, hai trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông và thuận lợi nhất. Mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ thuộc cung đoài mệnh kim có bốn hướng tốt như hướng Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc diên niên, Tây Bắc sinh khí, còn có bốn hướng xấu, đó chính là hướng Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát và hướng Nam ngũ quỷ. Nếu mệnh chủ may mắn ở nhà hợp hướng thì xin chúc mừng, còn nếu mệnh chủ nằm trong những hướng như lục sát, ngũ quỷ, họa hại và tuyệt mệnh thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Khi ở trong nhà không hợp hướng thì mọi việc sẽ bị xáo trộn, lúc nào cũng bị căng thẳng, áp lực. Cho dù cố gắng bằng 10 người khác thì kết quả thu lại cũng chẳng được là bao, thậm chí đôi khi còn bị mất tiền oan. Vậy nên mệnh chủ cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà ở không hợp hướng, hóa giải xung sát, xua đuổi tà ma. Khi treo gương trước cửa nhà, sẽ hóa giải được những sát khí, những luồng khí xấu theo vào nhà và mang lại may mắn, bình an cho những người trong gia đình. Hơn nữa, gương bát quái tinh cầu đã được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi Nhâm Ngọ nên vật phẩm sẽ phát huy công năng tốt nhất. Quý vị thân mến, bên cạnh tuổi tốt làm nhà được, chúng ta cũng cần phải xét đến yếu tố vận đất có xây được hay không. Đất mà được vận thì tuổi nào xây cũng tốt, mà đất không được vận thì khi động thổ xây dựng sẽ có nhiều chuyện hung họa xảy ra. Nên việc làm quan trọng đầu tiên cần phải làm đó chính là chọn được hướng đất tốt để xây nhà. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, những hướng nhà nào năm nay xây được tốt? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây của thầy Gia Cát. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó, ắt được lộc của nó. Người thường gặp nó nhất định, tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh. Nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể. Sinh con trai, thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tỷ hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc trong năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao Nhất Bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. Những mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ ở hướng Bắc
là một trong bốn hướng xấu bị phạm vào cung họa hại. Họa hại là sao lục tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên, cần phải treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà ở không hợp hướng, được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ. Có thể giúp cho mệnh chủ hóa giải nhà ở không hợp hướng và tránh được những sát khí mang đến ngôi nhà. Từ đó mang lại cho những người trong nhà có cuộc sống viên mãn, ấm no, hạnh phúc. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Tý hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới thì cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ, đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Bên cạnh đó, hướng Nam cũng là hướng ngũ quỷ đối với những mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ, là một trong những hướng xấu trong phong thủy. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó mang đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này, do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều tác hại. Vậy nên, mệnh chủ cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu, treo trước cửa nhà để hóa giải và mang lại may mắn bình an cho gia đình của mình. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất từ 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa Dậu, hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ, đôi thiên sát. Mậu Kỷ, đôi thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh cho nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với những mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ thì hướng Đông là hướng không hợp, là một trong những hướng xấu cần phải tránh. Hướng này bị phạm vào hướng tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao Pháo Quân thuộc hành kim, là hung tinh xấu nhất trong 8 sao, đem đến tuyệt khí, tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho các gia chủ. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh thì càng nguy hiểm hơn vì lại gặp tăng khắc về ngũ hành, gây nên sự nguy hiểm của nó càng gia tăng. Vậy nên các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ cần phải treo một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào trước cửa nhà để hóa giải. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích Phá Quân ngự trị. Thất Xích là sao Phá Quân, còn gọi là Tặc Tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm, gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng,
kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của những người trong gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý để hóa giải. Những mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ nếu ở nhà hướng Tây thì rất tốt, được hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo, sau này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ năm là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn, tuất, càn, hợi, từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống trong cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông, thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý để đón cát tinh hóa giải hung tinh của năm. May mắn thay cho những mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ, hướng Tây Bắc cũng là hướng hợp với bản mệnh, là một trong bốn hướng tốt. Ở hướng này được sinh khí. Sinh khí là sao tham lang tinh, có ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng đông tứ trạch thì được hợp trạch, vì thuộc tính ngũ hành của nó tương sinh đối với các hướng đó, giúp cho nhà cửa của gia chủ thịnh vượng lên. Thứ sáu là hướng đông bắc. Hướng đông bắc gồm có ba sơn, sửu, cấn, dần, từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm vào thái tuế và mậu kỷ đô thiên. Những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm vào tam sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên rằng không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn về cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Với các mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ thì hướng này là một trong bốn hướng tốt với bản mệnh, được hướng Diên Niên. Diên Niên hay Phúc Đức, tượng là sao Vũ Khúc, thuộc hành Kim là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ mai sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức. Đối với hướng Đông Trạch thì Phúc Đức cũng không được tốt cho lắm, vì gặp tình huống Kim bị khắc chế cho nên lực khí tốt bị giảm đi rất nhiều. Thứ bảy là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có ba sơn, thìn, tốn, tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng tỵ bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn và tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an nhất cho mình. Những mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ mà ở hướng Đông Nam lại không hợp hướng, bị phạm vào hướng lục sát. Lục sát là sao văn khúc, có ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh, đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Để hóa giải điều này, các mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm có ba sơn, mùi, khôn, thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm vào tuế phá, nhà tọa sửu hướng mùi bị phạm vào tam sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Còn những nhà tọa cấn hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Tuy nhiên, đây là hướng tốt đối với mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ.
những mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ mà ở hướng này thì được hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này, sao Thiên Y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị tìm được hướng xây nhà hợp với chủ mệnh của mình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.